Bộ sưu tập áo dài ước vọng hòa bình với ý nghĩa khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam do nhà thiết kế Thuận Viện Việt thực hiện sẽ lần đầu tiên được ra mắt tại những ngày Việt Nam ở Pháp từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 6 và những ngày Việt Nam ở Bỉ từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Bộ sưu tập ước vọng hòa bình với 12 mẫu áo, gồm 6 mẫu với hình ảnh sóng biển và chim bồ câu được vẽ bằng tay có sử dụng hiệu ứng 3D, thể hiện rõ nhất thông điệp yêu trụng hòa bình và tính cách hiền hòa của người dân Việt Nam. 6 mẫu áo còn lại là hình ảnh những tấm bản đồ Việt Nam. Hình ảnh bản đồ cũng sẽ được in trên nón lá, quạt giấy để biểu diễn cùng bộ sưu tập. Ngoài ra, khi trình diễn, các người mẫu cũng sẽ diễn trên nền nhạc là các bài hát ca ngợi biển đảo quê hương cùng những hình ảnh biển đảo, bản đồ được chiếu trên màn hình sân khấu. Sáu người mẫu tham gia trình diễn gồm Bắc Linh, Ninh Hoàng Ngân, Thủy Linh, Lê Thu An, Khánh Phương và Ngọc Diễn.